Cựu người mẫu Đàm Thu Trang và ông xã Cường Đô La vừa thực hiện bộ ảnh nhân dịp sinh nhật 2 tuổi của ái nữ bé Su Chinh. Bộ ảnh do nhiếp ảnh gia Vương Huy thực hiện. Gia đình Cường Đô La sử dụng hàng hiệu nhưng hướng đến hình ảnh nhẹ nhàng, năng động và đồng điệu. Cường Đô La bộc bạch, cùng con đồng hành, lớn lên, trưởng thành là ước mơ của ba. Cả gia đình mình ai cũng yêu thương, mong ngóng về con với tình yêu vô bờ bến. Bà mong rằng con sẽ luôn sống trong tình yêu thương của mọi người. Đàm Thu Trang thì tâm tình, em bé của mẹ hãy lớn lên thật bình an con nhé. Ba mẹ luôn bên con, nụ cười của con chính là hạnh phúc của ba mẹ. Bộ ảnh còn có sự góp mặt của bé Su Beo, hai anh em rất quấn quýt. Su Chinh có nhiều biểu cảm lém lỉnh đáng yêu, bé được nhiều người yêu mến, có lượng fan đông đảo trên các nền tảng mạng xã hội. Đàm Thu Trang và Cường Đô La sống trong một biệt thự tiền tỷ và thường xuyên đi du lịch. Đàm Thu Trang đã rút lui khỏi làng giải trí sau khi kết hôn và tập trung chăm sóc tổ ấm.